Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì nhân dịp kỷ niệm 3 năm thì Quỳnh cũng có đến nhà chơi. Thì theo giống như thường lệ, chi phí hàng tháng của tháng 12 thì chú Quỳnh có gửi về để hỗ trợ ăn uống sinh hoạt và cho việc học tập cho em Quỳnh. Thì sẵn dịp ngày hôm nay thì Quỳnh ghé thăm thì và chơi với mấy chị em, thì cũng xin gửi cái phần của chú Quỳnh gửi cho em Quỳnh nha. Nhưng mà trước khi gửi thì em Quỳnh cũng có cái lời gửi đến với chú Quỳnh. Dạ con chào chú ạ. Dạ con cũng có nghe từ mấy chị là chú đang bị bệnh. Dạ giờ sức khỏe chú có tốt không chú? Dạ con ở đây cũng rất là mong chú thật khỏe mạnh để chú có thể theo dõi quá trình học tập của con. Dạ con cảm ơn chú vì những món quà chú đã đem lại cho con, nó rất là ý nghĩa, giúp cho con rất là nhiều trong vấn đề học tập ạ. Con mong chú thật nhiều sức khỏe, thật là thành công mà. Con cảm ơn chú. Sẵn thì cùng với mấy chị em thì mình có nói về việc học tập của em và chuẩn bị cái việc thi học kỳ sắp tới như thế nào không? Dạ, dạ là con học chừng 3 tuần nữa là con thi học kỳ rồi ạ. Dạ, con đang trong quá trình ôn thi, con sẽ cố gắng ôn thi thật tốt. Con cũng không biết chắc kết quả sẽ như thế nào nhưng con sẽ cố gắng hết sức của mình ạ. Để không phụ lòng của chú ạ. Thì hiện tại thì chị biết là em có cố gắng và nỗ lực trong học tập đó. Dạ. Nhưng mà cái việc làm thêm thì hôm nay thì mình có hạn chế cho cái việc làm thêm một chút nào không? Dạ, việc làm thêm thì con vẫn làm đều đặn nhưng mỗi tuần con xin chị chủ quán cho con nghỉ 2 ngày là thứ 2, thứ 3 để con ôn bài ạ. Thì con làm để có thêm trang trải sinh hoạt để cho mẹ đỡ ra. Thì ngoài việc mà chú Quỳnh đã gửi chi phí học tập cho Quỳnh á, thì không phải bận tâm khó khăn trong cái việc học tập của mình. Thì chú cũng rất là mong em hạn chế là cái việc mà để đi làm thêm. Nhưng vì cuộc sống thì một phần trong gia đình thì mẹ thì cũng đi làm, thì còn một đứa em nhỏ để nuôi ăn học, thì Quỳnh cũng cần thêm chi phí sinh hoạt để lo cho em. Nhưng mà chị cũng hy vọng là vừa làm nhưng mà vừa chăm chút vô cái việc học của mình. Thì việc học là việc chính, thì sau này thì có cái nghề nghiệp ổn định thì có thể là lo cho mẹ và em sau này ha. Thì làm gì làm nhưng cũng phải đảm bảo kết quả nha. Nếu không là bị phạt đó. Thì sẵn đây dịp Quỳnh đến chơi thì con cũng xin thay mặt em, thay mặt cho nhóm thân nữ miền Tây, con cũng xin chân thành cảm ơn chú Quỳnh rất là nhiều. Thì con xin mong chú mau chóng hồi phục sức khỏe, lấy lại tinh thần, thì luôn luôn có nhiều hạnh phúc nha chú, có nhiều gặp may mắn trong cuộc sống. Tụi con chào chú nha, chào các bạn. Dạ chào chú. Trước tiên chào thì con cũng xin lỗi thì con quên. Đây là chi phí của chú Quỳnh gửi cho em Quỳnh nha. Đó là 100 đô cho mỗi tháng. Dạ con cảm ơn chú nhiều lắm chú. Con cảm ơn chú nha. Chào chú. Chào các bạn. Giờ này mới chào thiệt nè. Xin chào.